vangoc.vn, trang web mua bán vàng ngọc lớn nhất Việt Nam. Hãy truy cập ngay vangoc.vn, bấm dấu ba gạch để đăng nhập, nạp tiền và đặt hàng để mua. Ok chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với mình. Thì trong video ngày hôm nay thì mình mới mượn được máy mẹ mình thử quay cho anh em xem. Ok, rồi thì mình sẽ nói cho anh em cái cách sinh tồn sau khi admin fit bản đồ kho báu nhá. Nói chung là admin fit thế thì nói chung là nhiều anh em cũng rất là cay. Nhưng mà thôi không sao, admin có quyền nên họ làm gì làm, mình cũng không không gọi là không can thiệp được. Ok, rồi thì sau khi fit bản đồ kho báu xong thì chúng ta vẫn gọi là chúng ta vẫn còn doanh trại mà anh em. Đó, chúng ta vẫn còn doanh trại. Đấy. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đi doanh trại nha em nhé. Ok, mình sẽ thử đi doanh trại. Rồi. Hiện tại thì mình đã đến doanh trại rồi. Bây giờ mình gọi, mình chỉ đợi Nick Vy mình đến. Tập phát thiếu người à? Ok, mình sẽ chấp nhận một số người vào PP nhé. Ok, rồi hiện tại thì mình đã vào rồi. Bây giờ mình sẽ dịch chuyển cho link Vi Minh qua nhé. Ok, chúng ta sẽ vào doanh trại thôi. Rồi vào, vào luôn. Ok, rồi hiện tại mình đã vào doanh trại rồi. Bây giờ mình sẽ tách hợp thể lên nhé. Đó, cho đại kéo doanh trại thôi. Quá phê. Tấn công này. Mình sẽ gọi là cởi cái quần này ra, cởi cái đó. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Đại tử chiến. Đó. Rồi, chúng ta sẽ gọi là đi nhanh nhanh tí cho anh em xem, nó tham khảo. Thì nói chung là admin fit cái này thì thôi kệ đi, mình cũng không không muốn nhắc đến nữa. Anh em cũng không thích mình nhắc đến, tại vì anh em chửi mình rất là nhiều ở cái khoản mình bảo admin đúng. Nhưng mà mình theo mình thì mình thấy đúng thì mình bảo vậy thôi. Đó. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho đệ đi cáo doanh trại nhé. Đấy. Thì nói chung là đi doanh trại này tiềm năng lên nói chung là cũng được. Nhưng mà một ngày chỉ đi được một lần, và một lần đi được 30 phút. Thì đi nhiều người thì nó sẽ bị giảm tiềm năng. Đó. Oh, what the fuck, sao nhiều tiềm năng thế nhỉ? Hơn 100k tiềm năng một hit anh em ạ. Oh, hơn 100k hit. Hết ngày X2 rồi nhá. Hết ngày X2 rồi. Phải không nhỉ? Hay là lại có X2 mới ta? Để mình thử test vào diễn đàn xem sao. Cái này nghi rồi nhá. Mình thấy nghi lắm. Mình nhận có X2 đây anh em ạ. À, không 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 có X2 sao tự nhiên có tiềm năng ra. Cái này hơi nghi đấy. Nhưng mà không sao, kệ đi. Đó, anh em thấy mình chơi máy mẹ mình thế nào? Thấy mượt không? Đó, máy này là máy Zep Milama anh em nhá. Đấy, máy này trước thì nói chung mình có clip cho anh em xem rồi đấy. Quay máy này thì được cái là nó không có cái viền đen đen ở vạch vạch kia. Ok, thì nói chung là khi nào có tiền mình sẽ cố gắng mua lấy một cái, gọi là mua về làm clip cho anh em xem, nó cũng mượt nữa anh em ạ. Đấy, anh em thấy nào, thấy mượt không? Mình thì thấy mượt lắm, mượt không có một tí lag nào luôn. Mình thề với anh em là không có một tí lag nào luôn. Rồi, khi nào có đợt giảm giá mình sẽ mua nhé em nhé, mình sẽ review cho anh em. Đấy, mua trên, nói chung mua trên Lazada cũng rất là rẻ thôi. Mua cái máy để chơi được Ngọc Rồng mà giá tầm trung thì chơi cả Liên Quân nữa thì Zep Minama là một trong những cái máy mà mình thấy là hàng đầu. Đấy. Chơi rất là phê này. Đó, mượt. Mình thề với anh em mà quay clip mượt. What the fuck? Cái thằng lò này suốt ngày nó chửi mình nhá. Cay lắm anh em ạ. À. Đấy. Rồi kệ đi, chúng ta sẽ test thử. Đi thì nói chung là đi doanh trại này cũng nhanh thôi. Đấy, đại kéo doanh trại ấy. Thì anh em muốn đại kéo thì anh em cố gắng làm lấy một cái link ấy. Trên YouTube người ta cũng giới thiệu hướng dẫn rất là nhiều luôn. Đấy, anh em rảnh có thể qua xem. Còn mình thì mình khi nào nếu mà mình làm thì chắc chắn sẽ có người bảo mình làm theo người ta, cho nên mình thôi, mình không thích làm ấy ạ. Đó, YouTube là vậy mà. Cứ làm giống một cái gì cái là kêu 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 làm theo cái rất là mệt ở mấy cái khoản đấy luôn. Ok, đệ tử mình nói chung là mình sẽ có một clip gọi là sẽ làm clip cho anh em xem về cái quá trình mình mua cho anh em cái sắm đồ cho anh em Space Bar nhé. Nó vàng thì hiện tại mình cũng có rồi đấy. Chơi trên máy này mượt hết, sướng. Em không biết thấy thế nào chứ tí xuất video không biết có hay không.
nhưng mà mình thấy thì mình thấy mượt đó, chấp nhận được trong tầm giá. Máy này mình đi săn săn đạ tối nhỉ, đi săn đạ tối rất là mượt này, không có tình trạng nang. Cái con Soli của mình ấy, lấy anh em mà thích ấy, lấy anh em xem đến này thích ấy, thì có video mình sẽ review cho anh em xem cái máy Soli của mình đó, cái máy hay làm clip cho anh em xem ấy đó, 30k sắt mình sẽ cho anh em xem đó, nếu anh em thích thì mình cho xem. Ôi trời ơi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục đến màn đến chỗ kia, hiện tại là cũng 5 phút rồi, choáng một cái rồi xong. Mấy sao nhỉ, nghi lắm, sợ hai con, sợ có hai cái quần da nhỉ. À ừ, có một quần ký người ngọc em ạ, có một quần ký người ngọc, còn đồ vô cảnh đồ ki này, mặc cái gì mà được nhỉ. À cái găng đúng không. Rồi, bây giờ mình sẽ cho đại PM tiếp quá anh em nhé. Anh em thấy kích thích không? Đó. Đại PM này sướng, sướng hết cả người luôn. PM vừa sướng này, đấu nhanh lắm. Một lần đi doanh trại này thì mình chỉ mất tầm 5 đến 10 phút thôi là win hết đấy. Đó. Nói chung thỉnh thoảng rảnh mình làm clip đi doanh trại cho anh em xem đi. Đấy. What the fuck, còn một thằng ở trên này. À ừ, thì có một số bạn bảo là sao anh không làm clip mua capsule đặc biệt, thì mình nói luôn với anh em rằng là capsule đặc biệt là mình không cần. Đấy, siêu cấp 1 thì không cần. Đấy. Không phải là không cần mà là mình không có điều kiện để mua ấy, tiền đập vào đấy rất là nhiều. Đó. Các bạn này đặt ra một câu hỏi là một tháng kiếm bao nhiêu tiền đấy lại không đủ mua đúng không? Mình bảo với anh em rồi, mình nghèo mà. Đó, tiền mình đâu được xài hết đâu đúng không? Mình phải hỗ trợ, phải gọi là gì đấy. Ok, sẽ vứt cái bản đồ ra để nhặt viên 4 sao nhé. Em thấy chưa? Cái gì ngay. Đệ ơi bắn đi. Rồi mình sẽ lên tầng 2, mong là clip này hoàn thiện, không bị mẹ mình ra đòi máy. Bị đòi máy là nhỏ lắm đấy, đúng không? Đang quay clip, Minh ơi, cho trả mẹ cái máy để mẹ xem phim, what the fuck. Thế nào không được, đúng không? Đang quay clip, giả máy nào không được, đúng không? Đó, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi doanh trại. Đó, nội tại đó, nội tại 68%, what the fuck, đừng. Hiền quá anh em ơi. Tí nó là ấn vào là mình mất luôn siêu cấp 1 đấy anh em ạ. Ừ. Nhưng dở ấy. Ôi, tí nó mất siêu cấp 1 luôn. Mình thải với anh em là phát đấy mình bấm vào có cái là mình mất siêu cấp 1. Thải với anh em bấm phát đấy là mất siêu cấp 1 luôn. Đó. Dạ mình đang vào sắp đến đó. Ok. Bây giờ mình sẽ lên map kia cho đệ của anh nhá. Rồi bật kiên. Trung ý đâu ra đây. Nhìn đệ của anh quẩy mấy chú này. Ôi giời mấy chú tuổi tôm nhá. Đó, 4 sao mình mới lấy, 6 sao mình không lấy đâu. Tại vì hiện tại dương mình cũng đầy rồi. What the fuck, full 4, à full 6 sao kìa. Mình chẳng biết bên này mới sao nữa, nhưng mà thôi, nhìn cũng sida quá, không lấy đâu. Biết đâu nhỉ, biết đâu lại 4 sao thì sao, đúng không? Mẹ bỏ phí của giời, đúng chưa? Không, anh em lại bảo thằng này phí của giời vãi cả cức ra. Mấy sao? Ôi 6 sao, what the fuck, 4 lên 6 sao. Thôi lấy ngọc dòng, không lấy bản đồ nữa. 1 đổi 1. Đó, mình sẽ ấy chú ý. Ok, hiện tại mình đã xong rồi. Bây giờ mình chỉ việc hợp thể vào và chạy đi thôi. Đó, anh em nhìn easy chưa?
máy máy mượn máy mẹ cái quay nó bị gì chứ đúng không? Đó, quá chất luôn, quá ngầu luôn. 4.000 chúng ta sẽ đi kiếm 4 sao thôi. Đó, mình dùng bản hack luôn nhá, S7 nha, thấy chưa, dùng bản hack luôn nha. What the fuck, toàn 6, 7 sao thôi, what the hell. Mình thấy anh em rằng là mình đi cái doanh trại này đi win ý, toàn 6, 7 sao thôi, kiếm được 4 sao đó. Có lần thì mình đi được hai viên 4 sao ở cái win này ấy. Thì nó sướng lắm, nhặt được 4 sao ấy, sướng lắm. Rồi chúng ta sẽ đến doanh trại độc nhãn 3. Trời ơi, 4 sao đâu rơi ra, toàn 6 7 sao thôi, bắt tờ heo. Trời ơi, mình không thể chấp nhận được rồi em ơi. Toàn 6 7 sao thôi. Sự kiện gì nhỉ? Lạp thẻ đấy, anh em rảnh có thể qua lạp, nhưng mà méo anh lạp đâu, toàn đi mua ngọc thôi. Mua ngọc nó rẻ đấy, mua ngọc nó rẻ, nhưng mà được cái là chiết khấu ở cái cửa hàng ký gửi 5% đó. Rồi thôi, chả có cái méo gì. Thôi chắc là em tạm dừng đây nhá, cảm ơn đã xem clip của mình. Nếu thấy video hay đừng quên like, subscribe để ủng hộ kênh nhá. Ok, bye.